Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một ứng dụng y tế có tên là Meet On. Ứng dụng này thì có rất là nhiều tiện ích như là đặt lịch khám này, tra cứu kết quả, hỏi đáp và đặc biệt đó là tư vấn video call. Giờ đây thì mọi người có thể ngồi tại nhà mà vẫn có thể trao đổi trực tiếp với các bác sĩ. Như mình thì là gần đây do cái thời tiết thay đổi thì mình hay bị đau lưng, đặc biệt là cái vùng thắt lưng này. Nhưng mà vì đang trong thời kỳ giãn cách dịch bệnh mà cho nên là mình cũng không thể đến bệnh viện được. Cũng may là nhờ có một chị đồng nghiệp giới thiệu cho mình cái app Meet On này và mình cũng đã thử đặt xem sao. Hôm qua mình cũng đã đặt lịch xong xuôi hết rồi và giờ chỉ đợi đến giờ gặp bác sĩ nữa thôi. Chào bác sĩ ạ. Rất dễ dàng, đúng không cả nhà? Mọi người hãy tải ngay ứng dụng Meet On, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà còn cho những người thân yêu trong gia đình nữa. Cảm ơn cả nhà. Tôi là Thủy, năm nay tôi 51 tuổi. Ở độ tuổi của tôi cũng khá là lo lắng, mỗi năm lại thực hiện đi khám sức khỏe một lần. Hai năm nay dịch Covid hạn chế đi lại, tôi cũng ngại đến bệnh viện. May mà con trai tôi biết đến ứng dụng y tế Meet On, chỉ việc đặt lịch trên điện thoại là sẽ có tổng đài gọi đến xác nhận, sắp xếp lịch cho. Sau đó thì nhân viên lấy mẫu đến tận nhà, lấy mẫu máu xét nghiệm, kết quả gửi về rất nhanh chóng. Hài lòng với dịch vụ khám sức khỏe trên ứng dụng y tế Meet On. Xin chào các bạn, mình là một nhân viên văn phòng, mình có hai con nhỏ, công việc của mình thì cũng khá là bận rộn. Thời gian dịch bệnh vừa qua ấy, thì là cái việc mà đưa con đến bệnh viện khám nó rất là khó khăn và phức tạp. Mà bọn trẻ con nhà mình thì nó rất là hay bị ốm, bị ho, bị sốt ấy. Mà cũng may mắn là mình được giới thiệu một ứng dụng y tế rất là hữu ích. Ứng dụng ấy là ứng dụng Meet On. Giao diện của màn hình ứng dụng như thế này. Và nhờ có ứng dụng này thì cái việc mà đưa con đến bệnh viện nó không còn phải là vấn đề với mình nữa. Mọi việc mình có thể giải quyết qua cái việc là mình ở nhà, mình đặt lịch khám và mình gọi điện cho bác sĩ qua cái màn hình trực tuyến. Mình rất là tâm đắc và thấy sản phẩm này rất là hữu ích. Rất vui vì được chia sẻ với các bạn.